Hello, hello, xin chào 500 anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Lại là admin Hòa vô cực của các bạn đây. Chà chà, có bạn nào bị cuồng nhóm nhạc BTS giống như tôi không vậy các bạn ơi? Xuất sắc luôn á trời. Nhắc đến đất nước Hàn Quốc là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các idol K-pop, nào là Blackpink, Red Velvet, vân vân và vân vân. Thì nói chung cá luôn là có vô số các bạn trẻ muốn đu idol mà học tiếng Hàn Quốc nè, rồi muốn sang đất nước này du lịch lắm rồi đúng không nè? Cơ bản là vì đây cũng là một đất nước vô cùng xinh đẹp mà ẩm thực thì đa dạng phong phú, nhất là kim chi, trời ơi mấy chục loại luôn cả nhà ơi. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng là một đất nước có hàng tá những điều không được làm đó nha các bạn. Trước khi đến với bất cứ đất nước nào thì anh em cũng phải tìm hiểu kỹ trước để mà nhập gia tùy tục đúng không? Ngày hôm nay, Hòa vô cực sẽ làm hẳn một series về những điều cấm đặc biệt ở Hàn Quốc cho các bạn nha. Nếu các bạn có thể hiểu hơn về đất nước này, cùng tôi tìm hiểu ngay và luôn 20 điều các bạn không được làm ở Hàn Quốc. Sẵn sàng nha. Yo. Thứ nhất, kỵ cắm đũa trên bát cơm. Điều này thì chắc khỏi phải bàn rồi đúng không? Bởi vì đa số các nước phương Đông, Việt Nam cũng có luôn, rất là kiêng kỵ cái việc là cắm đũa và bát cơm như thế này. Ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng đã cấm dữ dội luôn mà. Hành động này chẳng khác gì là việc bạn đang thắp nhang đúng không? Vì vậy cẩn thận khi đưa bát cơm cho người hàng giùm tôi nha trời. Bởi nếu như các bạn cắm đũa vô, họ sẽ hiểu bạn đang nguyền rủa họ đó. Thứ hai, không được dọn nhà trước khi chuyển đến nơi mới. Ủa là sao? Bình thường trước khi chuyển đến nhà mới thì chúng ta sẽ dọn dẹp căn nhà cũ tên tôm chứ. Thế nhưng người Hàn Quốc ngược lại các bạn, họ tin rằng nếu như dọn sạch ngôi nhà cũ để chuyển đi ha, thì các linh hồn xấu xa khi thấy mọi thứ được dọn sạch sẽ thì sẽ biết người chủ sắp rời đi và bám theo đến tận nơi ở mới. Wow, một điều tối kỵ của người Hàn ha. Lạ chưa? Thứ ba, không nói về phẫu thuật thẩm mỹ. Thiệt chứ, chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi đó, đất nước Hàn Quốc có dịch vụ thẩm mỹ hàng đầu thế giới và tất nhiên là cực kỳ phổ biến luôn. Tuy nhiên thì khi đến đây, các bạn đừng nên đề cập đến vấn đề giao kéo với phụ nữ Hàn nha. Bởi vì sao? Họ không hề thích thú gì khi mình nói đến vấn đề này đâu. Quan trọng nữa là nho giáo Hàn Quốc luôn quan niệm rằng vẻ đẹp tự nhiên luôn tốt hơn vẻ đẹp nhân tạo. Đấy. Thứ tư, không bật quạt lúc ngủ. Ôi, lạ dữ trời. Nhưng mà người hàng tin rằng vậy nè, nếu như bật quạt trong lúc ngủ á, con người sẽ bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Ô là trời, ê điều này tôi thấy khẳng định luôn là không hề có thiệt nha quý vị. Sống đến hơn 20 năm nay rồi nha, ngày nào tôi chả nằm ngủ bật quạt, vẫn thở bình thường đấy thôi. Thế nhưng nhiều người Hàn Quốc lại rất là tin tưởng điều này, thế nên họ sẽ rất ít khi dùng quạt khi ngủ lắm nghe, nên chú ý. Thứ năm, không mua cánh gà cho bạn trai. Gì vậy, ăn uống không cho nữa ha, sao ta? Đây, lại thêm một điều mới mẻ khá là mê tín của người Hàn Quốc nha. Cánh gà rán, cánh gà chiên vốn là thứ ăn vặt rất được yêu thích, đúng không? Thế nhưng, các bạn nữ ơi, đừng bao giờ mua cánh gà cho bạn trai của mình khi đến Hàn Quốc nha quý vị. Nguyên nhân là vì sao? Đây, nếu các nàng mua cho chàng trai cánh gà thì người con trai sẽ bay xa, bay cao khỏi bạn gái. Trong bụng toàn cánh thì sẽ bay thôi. Nghe thì cứ vô lý kiểu gì á trời ơi, một điều cấm hề hước dễ sợ. Thứ sáu, không có được lộ hình xăm. Thiệt chứ, với đất nước Hàn Quốc, người dân khá là nhạy cảm về hình xăm trên cơ thể và họ thường có cái nhìn không có tốt mấy về những người xăm mình. Càng là hình xăm lớn như là rồng bay, phượng múa hay cá chép hóa rồng thì càng khiến cho người dân nơi đây e sợ. Một phần do giáo điều Khổng Tử, một phần do ảnh hưởng của các băng nhóm xã hội đen. Hầu hết người Hàn cho rằng người xăm mình là xã hội đen. À, thế nên nếu không muốn bị đối xử khác khác ở đất nước Hàn Quốc thì các bạn cũng đừng nên để lộ hình xăm của mình nha các bạn nha. Thứ bảy, không mặc áo cổ trễ. Nếu như ai yêu thích nhóm nhạc nữ idol K-pop, chắc chắn sẽ nhận thấy một điều rất thú vị. Các cô gái mặc những bộ váy rất ngắn, nhưng phần phía trên thì lại mặc những bộ áo rất là kín đáo. Hiếm khi mà thấy họ khoe vòng một lắm đúng không? Hiếm thôi nha chứ không phải không có. Với người Hàn thì mặc áo cổ trễ, hở ngực ở nơi công cộng được cho là hở hang, thiếu lịch sự vô cùng. Do đó nha, những cô gái Hàn Quốc thường mặc áo cổ cao nè, hoặc là khoác một cái áo bên ngoài để che đi cái phần áo cổ trễ bên trong các bạn nha. Thứ 8, không đi chân trần mà không có tất. Thì chứ, trước khi đến nhà người Hàn nha, bạn bắt buộc phải để giày dép của mình trước cửa khi vào nhà. Đấy, đặc biệt người Hàn Quốc cũng luôn đeo tất, mặc cho thời tiết có nắng nóng đến đâu đi chăng nữa. Bởi vì sao? Họ cho rằng việc để chân trần mà không đi tất khi gặp người khác sẽ bị hiểu là không tôn trọng người đó. Vậy nên khi gặp người Hàn Quốc, bạn ơi nên chú ý điều này giùm tôi nghe. Thứ 9, không ăn cơm, không rời khỏi bàn trước người lớn tuổi.
Đây chính là quy tắc kính trên nhường dưới của người Hàn nha. Theo truyền thống, chỉ khi nào người lớn tuổi nhất trong nhà cầm đũa bắt đầu bữa ăn thì những người khác mới lần lượt làm theo. Bên cạnh đó, bạn phải cố gắng ăn theo tốc độ của người lớn. Tại đất nước này, nếu như những người trẻ ăn xong và rời khỏi bàn trước người lớn tuổi hơn sẽ bị cho là thiếu lễ độ. Khi ăn xong, bạn nên xếp đũa và ngồi tại bàn ăn để chờ người khác hoàn thành bữa ăn của họ nghe. Thứ 10, số 4, không có may mắn. Rồi, nhắc đến con số xui xẻo các bạn ha, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến con số nhiều, 13, số 13, số 13 hay số 7 đúng không các bạn? Thế nhưng ở Hàn Quốc này, con số không may mắn gọi tên number 4. Nguyên nhân người Hàn xa lánh con số 4 là do từ quan niệm xa xưa, trong tiếng Hàn, số 4 có phiên âm gần giống với từ chết, mà chết thì hay đi liền với vận xui rồi. Thế nên ai mà muốn nhắc đến con số này đúng không? Chưa hả đâu nha. Người Hàn còn cẩn thận đến mức là tẩy chay luôn cả bội số 4, cả những số kết hợp nữa, 14, 44, 400 14 vân vân. Họ cho rằng những dãy số này còn nguy hiểm hơn cả số đơn là số 4 nữa. 11. Không viết tên người khác bằng mực đỏ. Các bạn biết không, ở Việt Nam của chúng ta, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Vì thế mỗi khi Tết đến nè, nhà nhà lại treo những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, phong bì đỏ để cầu chúc cho một năm an lành. Thế nhưng hoàn toàn khác với chúng ta nha, đất nước Hàn Quốc lại kiêng kỵ màu đỏ vô cùng, đặc biệt cấm viết tên người khác bằng mực đỏ nha quý vị. Người Hàn cho rằng màu đỏ là màu của máu, ám chỉ sự chết chóc, nguyền rủa. Thế nên nếu đến với đất nước này du lịch, bạn đừng có lấy bút đỏ viết tên người ta, nếu như không muốn bị họ hiểu lầm là đang nguyền rủa họ đó. Nhớ rằng đây là một điều cấm nha trời. 12. Không được tặng dao, kéo, khăn tay và giày. Nhắc lại bốn món này nha: dao, kéo, khăn tay và giày. Trong văn hóa tặng quà của người Hàn Quốc đó các bạn, lưu ý chớ dài mà tặng cho họ những vật dụng như tôi vừa nói nha. Dao, kéo, khăn tay, kẻo gây ra những sự khó xử và hiểu lầm đáng tiếc đó nha. Vì sao? Người Hàn quan niệm những vật sắc nhọn như dao, kéo không nên làm quà tặng. Vì khi nhận những món quà này, người Hàn sẽ nghĩ rằng bạn đang muốn cắt đứt quan hệ với họ đó. Không những thế nha, những vật sắc nhọn này tượng trưng cho quỷ dữ và sự nham hiểm nữa kìa. Cũng bắt nguồn từ quan niệm xa xưa nữa, người dân cho rằng khăn tay để lau nước mắt và mồ hôi, cho nên nó tượng trưng cho sự đau buồn, vất vả. Ngoài ra, nếu phiên âm ra tiếng Hán, khăn tay cũng có nghĩa là tuyệt giao và chia ly. Đối với những cặp đôi yêu nhau, tuyệt đối nên tránh xa việc tặng giày, bởi vì tặng giày mang hàm ý cả hai sẽ chạy thoát thật là nhanh khỏi mối quan hệ. 13. Không boa tiền tại nhà hàng. Người phục vụ tại Hàn Quốc sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nếu như chúng ta boa thêm tiền cho họ đó các bạn. Bởi những người này được trả lương rất cao và hậu hĩnh nha, và xứng đáng so với công sức họ bỏ ra luôn. Cho nên, việc boa tiền ở Hàn Quốc được xem như là một điều rất bất lịch sự. Và điều này sẽ làm họ tổn thương đến phẩm giá của mình đó. Bạn nào có ý định đến một nhà hàng tại Hàn Quốc thì nhớ kỹ điều này nghe. 14. Không nâng bát khi ăn. Đến người Việt Nam của chúng ta là fan cứng của các món như là kim chi, cơm cuộn, bánh gạo, cơm trộn. Thế nhưng trong ẩm thực Hàn Quốc cũng có những điều cấm kỳ lạ nha. Tại nước này, người ta không được phép nâng bát của mình lên. Người Hàn Quốc cho rằng hành động nâng bát khi ăn giống như người đi ăn xin. Vì thế họ thường giữ yên bát trên bàn và dùng đũa hoặc là thìa để mà xúc. Đấy, chẳng vậy mà người Hàn có một câu thành ngữ khá nổi tiếng: chỉ kẻ ăn mày mới bưng bát cơm lên. Thế nên nếu như các bạn đến chơi nhà người Hàn Quốc, đừng có mà theo thói quen nâng cái bát canh lên rồi húp sầm sập nha trời, như ở nhà mình nha trời, kẻo nhận phải ánh mắt kỳ lạ của mọi người lắm đó nghe. 15. Không được tự rót rượu cho mình. Trên bàn rượu, người Hàn Quốc có những quy định khá khắt khe, đặc biệt là việc tự rót rượu cho mình được xem như là một cách cư xử thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng. Phải có một người khác rót rượu cho bạn nha, và các bạn bắt buộc phải nâng ly rượu lên. Khi cầm chai rượu rót bằng tay này thì tay kia phải đỡ lấy khuỷu tay. Nhận chén hoặc là đưa chén cho ai phải dùng cả hai tay, một tay cầm chén, tay kia đỡ phần đế chén, còn phải hơi cúi mình và thấp đầu xuống. Chỉ một hành động rót rượu thôi mà cũng loằng ngoằng dữ dội các bạn ha. Ở Việt Nam thì xuề xòa hơn nhiều, tự rót cho mình, tự rót cho khách luôn đi, chén chú, chén anh, vậy là xong nhá. 16. Không ngồi ghế của người già. Người già là đối tượng được kính trọng nhất tại Hàn Quốc nha. Dù đi xe buýt hay là tàu điện ngầm, các bạn cũng phải lưu ý là phải nhường chỗ cho họ. Đặc biệt, trên xe điện ngầm của người Hàn Quốc luôn có chỗ dành riêng cho người già, phụ nữ có thai. Các bạn ơi, đừng bao giờ ngồi vào vị trí ưu tiên đó nha, nếu như không muốn nhận lấy những lời trách mắng khó chịu từ mọi người xung quanh nha. 17. Không huýt sáo vào ban đêm.
Huy Sao ở đâu chứ đừng bao giờ Huy Sao ở Hàn Quốc nha các bạn, lại còn vào ban đêm nữa nha, đừng nha, toan đó, vì bạn đang phạm phải một điều tối kỵ của người Hàn. Người dân cho rằng Huy Sao vào nửa đêm tức là đang gọi linh hồn ma quỷ đến ám quẻ đó. Nếu thanh niên nào mà dại dột làm điều này, người Hàn Quốc sẽ đến và tìm cách bịt miệng của mình lại đó trời. 18. Không đi cửa chính vào chùa. Rồi nha, các bạn nhớ nè, vào các ngôi chùa ở Hàn Quốc bạn không được đi cửa chính vào chùa mà phải đi bằng cửa hông, và nhớ để giày dép lại bên ngoài. Bạn cũng không được ngồi hoặc là đứng trước tượng Phật chính. Tất nhiên, khi đến chùa nhớ ăn mặc phải lịch sự, kín đáo, đầu tóc thì phải buộc lại thiệt là gọn gàng cho tôi nghe. 19. Cắt móng tay trước khi ngủ. Nếu như các bạn có thói quen cắt móng tay trước khi đi ngủ thì sang đến Hàn Quốc tém lợi giùm. Bởi vì sao? Đừng để người nào nhìn thấy bạn làm cái hành động này. Vì người Hàn cho rằng các bạn ơi, khi mà chúng ta cắt móng tay trước khi đi ngủ thì chuột sẽ ăn mẫu móng tay đã cắt, và chúng sẽ biến thành người giống hệt bạn, hoặc là chiếm linh hồn của bạn luôn. Sự mê tín này bắt nguồn từ một câu chuyện siêu kinh dị, nhưng vẫn có rất là nhiều người tin tưởng nó nghe. 20. Không sử dụng tay trái khi giao tiếp. Đối với người Hàn, họ sẽ không bao giờ sử dụng tay trái trong các công việc giao tiếp, bởi họ coi đây là một sự xúc phạm nặng nề với người nhận. Vì vậy, tốt nhất các bạn ơi, nên dùng cả hai tay để nhận hoặc là đưa một vật gì đó cho người khác, đặc biệt là người cao niên nha. Các bạn thân mến, trên đây là 20 điều cấm kỵ mà các bạn phải nhớ trước khi đến với đất nước Hàn Quốc đó nha. Tiếp theo nè, đến với chuyên mục khán giả hỏi và vô cực trả lời các bạn nha. Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước, những khoảnh khắc đặc biệt và phi thường nhất vô tình được camera ghi lại phần 45 nghe. Bạn Chi Linh chia sẻ, ước được lên sóng truyền hình, giọng admin dễ thương quá, ước là được lên luôn rồi nè, cảm ơn bạn đã khen giọng tươi nghe. Bạn Vĩ Tô, ý bạn này quen quá nè mọi người, em không thể đợi được video tiếp theo nữa vì video của anh quá hay luôn. Trời ơi, được khen quá trời nè mấy má ơi, cảm ơn em nhiều. Bạn Minh Nguyệt La bình luận dày, cho em lên sóng nha anh, mong anh làm những khoảnh khắc kỳ diệu. Ok, em luôn lên sóng rồi nha, và nhớ chờ đón những video tiếp theo của tụi anh nha. Đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá xin được tạm dừng các bạn ơi. Các bạn thấy điều cấm kỵ nào là kỳ quặc nhất với các bạn nè, comment cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất từ Hoa Dấu Cực các bạn nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị sau. Bye bye bye.